Hello cả nhà, bây giờ Duy đang ở hang Mo So. Thì sự thật thì Duy trên đường chùa hang về Hà Tiên để chuẩn bị trên đường review trên đường về Sài Gòn. Thì Duy nghe người địa phương nói ở đây là hang Mo So. Hang Mo So là di tích lịch sử được công nhận vào năm 95. Thì Duy vào đây có gặp mấy anh em nè. Đây là anh Dũng, là hướng dẫn viên du lịch của hang Mo So. Và đồng thời anh cũng có cái quán nước ở đây nè cả nhà. Cả nhà có đến đây thì nghỉ ngơi uống nước ủng hộ anh. Và anh cũng có bán cua nữa. Chương trình của em là ai đi hang xong em cho mỗi người hang cua. Mọi người cứ để ý đi. Cua đây thì anh cọt rất là chân thật. Anh chỉ cọt bằng cọng dây ni lông bình thường thôi. Thì mọi người có đến thì ủng hộ anh. Rồi bây giờ anh chuẩn bị dắt đoàn của Duy đi vô thăm hang Mo So. Ủa sao để nón. Đó nón đi cho nặng à. Gửi chị kìa. Chị ơi. Cho gửi nón nha. Rồi đi. Sao bên đây có mấy cái đường đẹp vậy? Chưa chúng sẽ bị dừng hả? Vậy đi vừa quay luôn cái gì? Vậy đi vừa quay luôn. Trời ơi, vậy đi vừa quay vô mấy cái hang này quá đẹp luôn. Ừ. Đây, cả nhà xem anh em tôi nha. À, Dũng dắt cho Duy đi nha. Chào cả nhà Dũng. Chào cả nhà. Nay mình đi vô hang động nha. Sớm mình vô hang rồi đó. Vô trong trống rồi mát mẻ, cái cảnh nó thiên nhiên tạo quá. Giờ điểm trước nhất đầu tiên mình vô hang Phú Quyền nha. Nó lớn lớn rồi nha, em nó lớn. Dũng nó lớn lớn, Dũng cho khán giả nghe Dũng. Đây là hang Phú Quyền, giờ cả nhà tập trung vô đây nha. Chưa, còn sáng mà. Em xịt đèn đẹp. Wow. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Cả nhà có thấy không? Hai cái cây đá. Cặp vào rồng nè. Đúng rồi. Từ Dũng ơi. Cả nhà thấy không? Đó. Đây là hai cái nhũ đá mà lòng thòng từ trên xuống dưới luôn. Còn đây gọi trái khổ qua. Em đó. Trái khổ qua cho ngay cái Dũng, Đó, trái khổ qua em đang quay đó ha. Đó. Còn đây gọi là cái tượng của mẹ Quan Âm đang ngồi trên này. Còn đây là tượng của mẹ Quan Âm nè cả nhà. Ngay Dũng. Ngay Dũng. Đúng rồi. Rồi. Còn này là gì? Còn hai cặp vào rồng nè cả nhà thấy không? Wow, cái này mới kinh khủng nè. Đây là anh em ở đây phải không? Bạn bè. Đẹp không? Ôi, hai cái cục, coi như hai cái nhũ đá tự nhiên tạo lên mở lòng thòng như thế này nè cả nhà. Cái cánh bên giò rồng thế đây, bên tay trái mình là gì? Đây nè trái. Không, cái đó là trái hôm qua, bên tay trái nè. Đó, tượng mẹ Phan Âm. Vậy hả? Ừ. Giống người đúng rồi, có khuôn mặt người đó ngay chính giữa cái hồ lô á. Rồi em cầm đèn đi, em cầm cho kỹ đi. Cái này giống nè, giống khuôn mặt ta nè thấy không? Đang cầm cái hồ lô rồi thấy không? Còn cái tay bên đây là giống như cầm một cái hồ lô nước vậy ha. Cái này là hồ lô đúng nè, khuôn cái độc đáo nhất là cái hai giò rồng nè. Hai cái giò rồng này. Đây là nhũ đá nha cả nhà. Đây. Tức là lòng thòng luôn nha cả nhà. Đúng rồi. Đó hoàn toàn là không. Đấy nè. Này gì nè? Hai trụ này là sao? Cũng nhũ đá không luôn. Trời ơi, có nè. Ồ kinh khủng luôn. Đẹp không? Đẹp quá, đẹp luôn. Rồi ok cả nhà ơi. Ngoài sức tưởng tượng của Duy luôn. Rồi anh cảm ơn Dũng nhiều lắm rồi, Dũng dắt anh đi tiếp với Dũng. Rồi có chỗ nào không đèn thì mở đèn ha. Hàng máy đèn ha. Qua hàng máy đèn. Cái này mang dép vậy không sao hồn vô ăn. Tắm. Sao vô hang không được tính? Để đèn đi, rõ đèn cho Dũng. Thấp nha, Dũng ơi, tối lắm Dũng ơi. Vô đây là phải cúi thấp đầu xuống nha cả nhà, nó chỉ có 6-7 tấc thôi. Wow.
Đây là giữa hang đá nha cả nhà. Bây giờ mình vô đây là gọi là sông Ngân Hà nha cả nhà. Trong cái giỏ mình có cái đèn pin, lấy ra luôn cái đi. Ở bên này có đèn mà, có máy đèn mà quên. Wow. Ồ mà ở đây mình có người ở luôn. Dạ anh đi không ơi? Ừ. Nó. Đây có nước luôn cả nhà ơi. Ủa chim kìa, đỏ 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 đỏ. U mà nó ai nó la ôm sờm luôn. Ngộ ha. Duy đang đứng trong hang đá nha cả nhà. Nó trên trần nè. Ha. Ừ. Ở đây người ta gọi là hang Mo So. Nhưng mà chỉ có điều là trong này là cả nhà nghe là lấy cái đèn pin để xịt cái này các em. Tất cả đều thiên nhiên hết mình. Bên đó đó. Đây là trên đường ra sông sông gì em? Sông Giang Hà. Sông mà tắm được không? À để tôi đây trước tiên nhất là chúng ta cả nhà mình đi vô sông Giang Hà nha. Rồi rồi ok ok. Ba dòng nước chỗ sâu và chỗ cạn. À. Đó, mình đang di chuyển đi theo dọc cái thung lũng. À. Sau đó là bắt đầu cái cá chẽm đó phải không? Cá chẽm. Ừ. Cá này câu được không Dũng? Ừ. Đây gọi là núi Mo So. Ừ. Núi Mo So và hang này mình gọi là hang sông Giang Hà. Ừ. Ở đây nó có một cái chu vi khoảng 4 công đất và ở đây bên dưới này là một cao dưới này. Và mình đang di chuyển vô một cái hang gọi là hang sông Giang Hà. Đi cái này để xả cái căng cái nghiệp những người hành hương đó. Nhớ có điện thoại hoặc là như là có ước tới đâu? Ước tới đầu gối. Như vậy thì anh thấy mà cỏ dày đó hả? Cỏ dày ra. Bây giờ cỏ chưa? Mình tuột áo quần cho nó xích lên. Bây giờ cỏ chưa? Tuột lên được á. Bây giờ cỏ chưa? Cỏ chưa? Tuột lên đừng có tuột xuống. Đây được. Anh đi chân không là sẽ bị té. Trời ơi, nãy không nói mang đôi giày. Anh kênh mượn đâu có đá mà. Rồi. Em Dũng hy sinh cho anh cho đi một đôi dép rồi cảm ơn. Còn nếu không thì mình bị ướt dày hả? Nó tới đầu gối rồi hả em? Ủa đi khó đi lắm hả? Trời ơi gặp tôi mà. Chắc này dễ thôi, chị lột giới ra đi. Không, không được. Nhưng chị mà bỏ giày ra chị khỏi đi được luôn á. Đạp đá đau. Ảnh mang rồi. Chết cha rồi. Được hết trơn à, ở đây nó dễ đi lắm. Cha đường sao Lan? Gì? Mà sao em đi?
em có biết không? Em ăn đâu dài ướt là sao chạy vậy? Mình cứ đi đi, mình chấp nhận đi rồi, cứ sợ nước nào đi đi. Anh ăn đâu dép đi. Em ướt dài luôn, lát về lấy ra lấy đôi giày kia của anh mang. Không, em có đựng em có đôi giày. Rồi. Khoan, còn nữa, còn sáng quần nữa, nó cầm anh sáng quần coi. Chở. Đó. Ồ. Đây gọi là một cái hang núi Mo So. Và đi mình đi vào một cái thung lũng đó, ở đây nó có một cái hang sông Giang Hà. Ừ. Là sông là phải có nước. Ừ. Đó. Đi ở đây nó có ba dòng nước, chỗ sâu và chỗ cạn. Ờ. Dành cho những người nào đi hành hương thì người ta tập trung về đây để cho người ta cái căn cái nghiệp cái bệnh cái quạng người ta để xả căn cái nghiệp của mình. Ừ. Đó. Thì bây giờ mình di chuyển theo hướng này, đó. Mình đi theo một cái hang này nghe cả nhà. Dạ, yeah, chắc ướt dở quá. Không, đưa đây em. Cái gì đó, túi xách hoặc là điện thoại gì đó. Giờ mình vô hang động nha. Phan Dũng chờ xíu Dũng. Đứng đây cái Dũng. Hình như có cá không Dũng? Có cá, thấy không? Cái lồng tông thấy không? Này cả nhà ơi. Đâu cá đó, đây nè, cá nè. Đó. Cái này thấy cá không? Wow. Quá trời cá luôn cả nhà ơi. Đèn trái của này cũng không sáng gì mấy. Ừ, này từ từ Dũng, để coi cá Dũng. À, nói cho nghe, ở đây có một cục đá đang nằm dưới nước kìa. Rồi, mình chơi nha. Nước này nước ngọt hả Dũng? Nước này nước mặn kia. Ôi cả nhà ơi. Mọi người nên đến đây phải. Mọi người cố gắng làm sao đến đây một lần nha cả nhà. Tại vì anh Duy mổ chân á, cho nên cái khớp chân nó cứng lắm, nên là phải cần có cái tay để vịn tường đi. Nó đây còn hơn là mình đi hành quân nha cả nhà ha. Thực thật có đèn nhưng mà đèn cũng không sáng mấy, nhưng mà có không? Ý. Rồi, cả nhà tập trung di chuyển hướng này nha. Ừ. Giống như chúng ta đi hành quân vậy cả nhà. Ha. Có bóng đèn mới đứt. Đây nè sông Giang Hà nha cả nhà. Wow, bên kia hốc hẻm sâu ha. Đó. Cẩn thận đừng có đi. Đừng có đi nhanh quá. Được được, em cứ đọc đi. Em lại gần đây anh, em đừng có đi xa quá. Ấy da. Em cứ giới thiệu quảng cáo gì á cho cái công ty của em á. Thì em cứ nói. À đúng rồi. Rồi, em cứ nói về cái công việc của em và em cho mọi người biết đi. Rồi nè, để anh cầm cho. Rồi. Đây là em sống người địa phương về đó giờ. Nói chung là em hướng dẫn khách ở khu du lịch núi Mo So đây. Nếu mà anh chị nào có mà tham quan du lịch đó, đến đây đi tới núi Mo So này liên hệ số thử của em là 0918 129 776. Vợ chồng em sẽ đón khách, dẫn khách đi tham quan du lịch ở núi Mo So. Đọc lại số điện thoại lần thứ hai. Số điện thoại là 0918 129 776. Em tên là Rồi. Cả nhà ơi, em Dũng là người hướng dẫn viên địa phương. Thì em Dũng cũng có muốn nói về cái nghề nghiệp của mình. Thì em Dũng giới thiệu cho cả nhà biết, mai sau cả nhà có đến đây đi á, thì cả nhà liên hệ số điện thoại này với em Dũng. Đó. Rồi để em Dũng hướng dẫn cả nhà đi ha. Bây giờ chị. Vậy là lúc trước em coi bạn anh đi là đường này đó. Ừ. Đúng rồi, đường này luôn. Qua đây. Qua đây. Em dẫn anh, chờ cái nào. Anh đừng có lỗi luôn cái gì trời. Ơi. Anh lên trên. Lên đây. Ý. Rồi, cúi đầu xuống giùm em chút xíu nha. Đang chui vô một cái hang sông Giang Hà. Đi cái này để mình xả cái căn cái nghiệp của mình nha. Ờ. Đó, để có hết bụng quả, mình tập chúng ta cũng chờ, cũng xui rủi rồi ở đây nha. Ờ. Đó, để ra đi cái đường này, để xuyên qua xuống bên kia luôn. Ừ. Để cảnh nó là cái tầm mắt. Ừ. Ngày xưa
xưa mấy anh lính cũng nhờ có hang này sống sót rất là nhiều người. Ừ. Núi Mo So hang này gọi là hang Tê Me. Ừ. Cái thời giặc giả gọi là hang Tê Me. Ừ. Bây giờ người ta đặt sau này cái hang sông Gia Nha. À. Rồi. Ủa chính giữa sâu hả Dũng? Chính giữa có kẻ đá, cho nên chúng ta lọt cái chân dưới. Từ từ Dũng ơi. Đây sao không xài cái loại đèn kia cho nó đỡ tốn điện. Đèn này tốn điện mà lại không sáng mấy. Đèn nuôi gà ngày xưa nè. Ồ, vào trong này có một cái hang cũng sâu vô trong này cả nhà. Nhưng mà không có đèn. Thôi, hả? Wow. Trong này cạn không Dũng? Cái đèn pin mình không. Ấy da. Wow, cả nhà ơi. Hai bên hông. Hai bên ba giác sát vách thì cạn nhưng mà chính giữa thì sâu, nhưng mà ngược lại nó có những cái lỗ đá cho nên chúng ta có thể tọt chân ở dưới. À, chính giữa này là chúng ta đừng đi ở giữa này nha cả nhà. Wow. Quá dữ cái hàng này. Khoan chờ cái Dũng ơi. Đây, lại đây được kim cương một sọt nha. Đó, thấy kim cương không? Rồi, rồi, cả nhà wow. Chúng ta đây ha, thấy kim cương không? Đó, là tổng Mo So. À, núi Mo So. Là đây gọi sắp cái hàng thì đi cũng như mình đi từ đầu hang tới cuối hang. Ở đây gọi là điểm cuối nè. Đó, sắp sửa mình ra nha. Ở đây có một cái đậu kim cương nha. Đó, nhìn cả nhà ơi. À dạ, nhìn thấy cái này gọi nè. Đó, kim cương thấy không? Cái này nói chung ra mùa hạn á thì nó như vậy, còn có mùa mưa á, miễn mà nước mưa cho nó chảy xuống mình liền cái cục đá vô đó rồi xong khoảng chừng 5-10 ngày vô đây lấy ra là cục đá nó chiếu rất là giống vậy. Nè động kim cương cái nha. Động kim cương nha. Em chiếu lại cho nó chưa? Em chiếu sâu sâu giống chiếu sâu giống chiếu. Hay nó trắng trắng. Nè đây cái đầu anh cũng vậy nè. Đó. Nè cả nhà thấy không? Kim cương chiếu nè. Đó, anh ăn quào là có cái dấu liền thấy không? Anh ăn quào là không có cái dấu đó. Không. Anh quào lên là có cái dấu liền. Đó, bụi không? Bụi đá. Đó. Kim cương một sàn đó nha.
Kim cương. Rồi Dũng, chiếu vô cái bãi cát rồi Dũng. Đó, nó chiếu lên đó, kim cương ánh lên đó. Trời, kim cương ánh lên quá cả nhà ơi. Có kim cương luôn cả nhà ơi. Đây là đá quý nha, nhưng mà ở cái dạng quá nhỏ, đúng không? Tức là nó không có nằm cái dạng kinh tế cao. Nhưng mà nếu tập trung được lấy hết những cái này để đưa vào thu hút một chỗ là cục lớn đó, thì có thể là nó có một cái nền kinh tế, có một cái giá trị kinh tế rất cao. Rồi xong rồi mình lỗ đó mình chỉ thấy nhỏ quá sao vui. Ai ai cũng tỉnh trên đầu rồi nhỏ. Bao bà con cô bác nào có đến đây thì nhớ liên hệ với em Dũng, từng em Dũng à, vợ chồng còn trẻ mà hai em giỏi lắm à, ở kinh tế ở miền Tây thì nói chung thì người ta cũng còn khó khăn, người ta không thu nhập vào kinh doanh mua bán hoặc là dắt bà con đi du lịch. Thì nếu mà chúng ta không thuê, không nhờ hướng dẫn đi du lịch đi thì chúng ta không thể thấy đường đi, cũng như chúng ta không biết chúng ta đi đâu. Các bạn vào đây mà không có người ở địa phương dẫn đi, các bạn chắc cú bị lạc ngay hoặc là có thể bị tai nạn vì không có ánh đèn. Đèn này là người ta chạy bằng máy dầu. Tất nhiên chúng ta phải hỗ trợ cái số tiền để người ta chạy điện. Ở đây là chính phủ chưa có đầu tư bằng ngân sách của chính phủ mà người dân tự bộc phát làm. Tất nhiên người ta cũng phải có đóng thuế cho chính phủ. Thì mong cả nhà đến đây một lần để trải nghiệm những cái hang hùng vĩ, một cái hang mà phải nói để gọi rằng là độc đáo này. Thì chúng ta nên đến, nhất là những người làm YouTuber giống như Duy thì nên đến đây để review những cảnh này, để chia sẻ lại cho tất cả fan của mình xem. Mình nói tới cái tờ bích điện ngang này để không cho xâm nhập vô. Ừ. Đó, giờ nó nói là còn tới giờ, hiện tại giờ đây, từ đây tới ngoài này khoảng còn khoảng 10 số 20 bước thôi để nói điện ngang. Rồi, ok. Đó, em Dũng là người địa phương, anh Dũng biết tất cả những cái ý nghĩa lịch sử tại sao có đống đá này, em Dũng đã nói rồi. Nói hết cho anh nghe, phải cái tuổi của mình, mình biết rằng ông ngoại sống cố cụ từ xưa giờ là ông Nguyễn Nhân Tiến. Sống ngay cố cụ xưa giờ, ông mới kể lại cho con cháu nghe để di truyền để sau này. Lan ơi sao rồi, bà xã? Rồi. Quan Dũng rõ đèn anh Dũng. Để ước mình ra. Nè nè anh bước qua em nè. Bên đó. Quan từ từ đi. Tranh dựng dây. Đúng rồi nha. Khoan bà xã ơi. Chờ chị đó nha. Bà xã mà. Có chút chỗ này à. Bà xã mang cái máy tới mấy chục triệu rồi, cái máy đó ước không được. Ước cái. Cái máy trong lưng bà. Cái chị bà. Thông cảm. Cái này ước không sao. Cái này thì thằng này nhận nước được mà. Đã trời. Ừ. Ê, chưa tới. Rồi tới rồi. Rồi tới chân của anh Thái đó. Rồi ok. Rồi ta nhét cho anh đây cầm lên hết trơn. Rồi qua đây nha. Ừ. Wow. Đi sát bên trong nha. Ở này có hang sâu luôn nha. Lan, sát bên trong nha em. Bây giờ cứ nhìn đi, thấy Dũng đi sao mà đi vậy? Dũng ơi, cái nãy gì Dũng? Anh ơi. Dũng cái nãy gì Dũng? À cái này ta thờ mẫu mẹ qua. Anh ơi. Ơi. Kêu Thái quay đi với anh trả lời anh khó quá. Wow, Dũng ơi, rổ anh ra Dũng. À, các bạn ơi, nhũ nè. Nhũ đá mà giống như hàm răng cá mập luôn. Đây nè, ở đây cũng vậy nè. Ừ. Hay chưa. Dũng, rổ anh ra Dũng. Vô. Rồi, đi qua đi em. Giống như răng cá mập. Ghi ướt cái quần luôn nhưng mà chưa tới cái quần sỏn, lát ra nhờ nước ngọt. Ừ. Rồi này nha. Chị đi sát cái trong nhà em anh chị. Ai mà mét 8-9 lên là vô đây bò không á. Còn mét 4-4.5 như Duy thì còn cứu sống được. Wow. Đây. Cả nhà xem nè, đó. Ha. Đây là nhũ đá nè cả nhà, nước á. Nước rõ xuống rồi trong nước. Hả? Đây cả nhà xem những cái nhũ đá đó giống như hàm răng cá mập rồi đó. Đó giống như là cá mà quá thật chứ. Y như là mấy con cá mập nó có cái chùm trên đầu và bén đó. Lấy tờ ra con nhũ đá này.
Coi chừng cái đầu nè nha. Ừ. Đồ đây nè. Wow. Trời ơi, coi chừng nha. Cả nhà xem nè. Nhũ đá không cả nhà ơi. Coi chừng bể đầu ở sau lưng nè. Trời ơi. Oh. Lạ thiệt ông ơi. Ừ. Giống như con cá vậy đó, hay là cái lưng của con cá sấu vậy. Ngộ ha. Thiệt là lạ. Đúng rồi, chắc em thấy là em thấy cái này nè. Ồ, cái hang này quá sâu rồi, quá độc đáo rồi. Sát vô. Ở ngoài mình thấy nó tới đâu đó luôn kìa. Rồi, chúng ta ra tới miệng hang rồi cả nhà ơi. Ý, chết mẹ. Mình sát vô lại. Ủa, tới đó quay lại. Ừ. Ủa, mày xích chân mà. Ủa, quần luôn rồi. Mà Vĩnh Nam à. Vĩnh Nam. Thôi, được rồi. Sao không vậy anh? Rồi tới quay chỗ đó làm sao? Được rồi đây. Cả nhà cố gắng đi từ từ thôi. Đây. Wow, mấy cái nhũ đá đẹp quá. Anh thù thật là kỳ lạ. Rồi, mình ra tới miệng hang rồi cả nhà ơi. À, Chức Lan ra đây, Chức Lan bò Lan ơi. Đâu? Cái miệng hang hơi thấp. Em bò chứ nữa. Coi chừng ăn á, do bụng đầu á, em lết. Anh em lết. Thái còn đứng trống à. Rồi Lan ra ngoài đi cho nó thẳng cái lưng. Em đang ra giác đầu nặng đó. Em đang mỏi lưng. Anh coi chừng đầu nha. Ừ. Dạ. Dạ. Ủa, không xuống em ơi, không xuống nữa. Nữa. Rồi từ. Ôi, dưới. Bể đá rồi. Bể đá gì chơi cái máy ấy trọng. Đâu có, em đụng đầu à, em bể đá rồi kìa. Mà nãy. Không đụng hoài vậy đó. Rồi. Để dành chồng cho khỉ ăn nha. Em trái ra hoài mà chủ nhà không được ăn. Vậy hả? Khỉ ăn không ạ? Khỉ ăn không phải. Khỉ thiệt luôn. Khỉ thiệt. Ai gọi vậy? Thôi đi trời, vừa ra có người gọi luôn. Nãy gọi chồng là thua rồi. Này là trái rất là nhiều nhưng mà chủ nhà chưa được ăn mà khỉ đã ăn trước rồi. Ăn hết rồi đó. Rồi cả nhà xem nè, đây là cái miệng hang mình đi ra nè.